Nhịn tiểu, mối đe dọa nguy hiểm đến sức khỏe sinh lý của anh em nam giới chúng ta. Thói quen sống nó có tác động vô cùng lớn đến chất lượng cuộc sống của chính chúng ta. Từ sức khỏe này, từ hiệu quả công việc cho tới các cái mối quan hệ trong xã hội. Tuy nhiên thì không phải cái thói quen nào cũng tốt và chúng ta cần phải thay đổi khi mà chúng ta nhận thấy những cái vấn đề. Và chẳng hạn những cái việc nhịn tiểu thì đây là một cái thói quen tưởng chừng như vô hại, nhưng nó lại có thể gây nên những cái hậu quả nghiêm trọng cho vấn đề sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý, sức khỏe tình dục của anh em nam giới. Với kinh nghiệm điều trị của một bác sĩ chuyên khoa về lĩnh vực nam khoa đã điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân khác nhau, thì tôi muốn nhấn mạnh với anh em rằng như này: nhịn tiểu đã và đang để lại những cái hậu quả rất rất khó lường anh em ạ. Vì vậy thì những ai xem được cái video này thì vẫn đang duy trì cái thói quen, nếu mà đang duy trì cái thói quen xấu đó thì hãy chấm dứt ngay và hãy nghe những cái chia sẻ của tôi bên dưới nhé. Cái tác hại thứ nhất là nó có thể gây viêm nhiễm đường tiết niệu, đường tiểu của chúng ta. Trong nước tiểu thì có chứa rất nhiều các hệ vi khuẩn và các chất đào thải, chất độc hại. Và khi mà chúng ta nhịn tiểu thì vi khuẩn nó sẽ có thời gian nó sinh sôi, nảy nở, phát triển và gây tình trạng viêm nhiễm cái đường tiết niệu. Và viêm nhiễm đường tiết niệu có thể dẫn đến các cái triệu chứng như là chúng ta bị tiểu dắt, tiểu buốt, tiểu nhiều lần, hoặc là gì, chúng ta có thể đau cái vùng bụng dưới. Và nếu như không được điều trị kịp thời thì viêm nhiễm đường tiết niệu nó có thể lan rộng ra cái vấn đề về thận hoặc là vùng trậu, gây nên những biến chứng nguy hiểm cho chúng ta. Cái tác hại thứ hai đó là gây nên cái tình trạng rối loạn cương dương, tình trạng trên bảo dưới không nghe. Nhịn tiểu thường xuyên thì có thể làm tăng cái áp lực lên cái phần bàng quang của chúng ta, và nó ảnh hưởng đến cái lưu lượng máu tới vùng dương vật và dẫn đến cái tình trạng đó là tình trạng rối loạn cương dương. Và rối loạn cương dương thì có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục của anh em chúng ta và gây nên cái tình trạng đó là stress này, lo lắng, đặc biệt là mất đi cái sự tự tin sâu bên trong của chúng ta. Và cái hại thứ ba đó là giảm ham muốn tình dục. Khi mà nhịn tiểu thì cái hệ thống bàng quang nó sẽ căng đầy ra và gây nên cái cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến cái tâm trạng và đặc biệt là ham muốn tình dục của anh em nam giới. Và lâu dần thì việc nhịn tiểu nó sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt và gây hiện tượng là xuất tinh sớm, xuất tinh đau, hoặc là làm giảm ham muốn tình dục của chúng ta, ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, đến mối quan hệ của chúng ta. Và cái tác động thứ tư đó là gây suy giảm chức năng sinh sản của chúng ta. Điều này rất quan trọng đối với những anh em nam giới trẻ tuổi. Viêm nhiễm đường tiết niệu do chúng ta nhịn tiểu thì có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, số lượng tinh trùng, làm giảm khả năng sinh sản, khả năng mang thai của nam giới. Và ngoài ra thì nhịn tiểu nó có thể gây ra một số các cái vấn đề nó liên quan đến đường thận của chúng ta, tiểu xón hoặc là cái hệ thống bàng quang, nhiễm trùng thận, thậm chí rất nhiều trường hợp đã gây đến những biến chứng tử vong do chúng ta phát hiện muộn và chúng ta điều trị không kịp thời. Ví dụ như những bệnh nhân mà chúng ta bị tăng huyết áp, nếu mà nhịn tiểu thì sẽ khiến cho cái hệ thống thần kinh hưng phấn, dẫn đến huyết áp của nó cứ tăng dần, nhịp tim thì đập nhanh, lượng oxy tiêu hóa gia tăng và gây hiện tượng là gì? Có thể là xuất huyết não hoặc là nhồi máu não, gây tai biến mạch máu não. Và chị em phụ nữ phái đẹp chúng ta cũng không nên chủ quan nhé, vì những cái hậu quả tương tự về vấn đề về mặt sinh lý nó cũng có thể xảy ra ở chị em phụ nữ. Khi mà chị em phụ nữ nhịn tiểu thì tiềm ẩn các nguy cơ hàng loạt các cái bệnh lý về đường tiết niệu, đặc biệt là gây nhiễm trùng đường tiết niệu và ảnh hưởng đến cái chuyện chăn gối, chuyện vợ chồng, kể cả là vấn đề khả năng sinh sản của chúng ta. Thậm chí cái bệnh nó có thể diễn biến gây nên những cái biến chứng nguy hiểm về mặt sức khỏe. Và khi mà đi tiểu là một cái hành động sinh lý tự nhiên và rất cần thiết, vì vậy nên chúng ta không nên tiết chế nó, và nó vừa khiến cho bản thân chúng ta không thoải mái, vừa tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Khi đi thì chúng ta nên đi chậm, không nên dừng một cách đột ngột. Buổi tối không nên uống nước nhiều, trước khi đi ngủ khoảng tầm 3 tiếng thì chúng ta nên hạn chế và ăn nhạt thôi để tránh tích trữ nước trong cơ thể. Và khi có dấu hiệu bất thường sau khi mà chúng ta nhịn tiểu lâu thì chúng ta nên đến các bệnh viện để được thăm khám hoặc là nhận sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa về tiết niệu và nam khoa để chúng ta có những cái hướng xử lý tốt nhất. Và trên đây là những chia sẻ của một cái thói quen mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng đã từng nhịn tiểu do cái vấn đề về có thể là do môi trường hoặc là do một cái hoàn cảnh nào đấy. Tuy nhiên rằng cái việc mà chúng ta đi tiểu đúng lúc, việc mà chúng ta uống nước đều đặn và việc mà chúng ta giữ cân bằng trong sức khỏe của chúng ta là vô cùng quan trọng. Hãy giữ gìn sức khỏe của chúng ta để chúng ta có một cái sức khỏe tốt nhất, đảm bảo cái chất lượng sống của anh em chúng ta.
Và nếu như các bạn đang gặp phải các vấn đề về mặt rối loạn tình dục, các vấn đề về mặt viêm nhiễm, rối loạn sức khỏe và các vấn đề liên quan thì hãy nhắn tin, đừng ngần ngại một điều gì hết. Hãy nhắn tin trực tiếp để bác sĩ Mạnh cùng đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ tư vấn thật kỹ cho các bạn các cái giải pháp điều trị mang tính chất an toàn, khoa học và bền vững nhất. Và nếu như bạn thấy cái video này là hay, là hữu ích thì đừng quên nhấn vào nút like này, để lại cái bình luận ở bên dưới và đừng quên là đăng ký kênh, bởi vì tôi sẽ cập nhật hàng ngày những kiến thức về mặt y học để giúp cho chúng ta cập nhật những sức khỏe tốt nhất. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.